Chào các bạn, và bây giờ mình sẽ là hướng dẫn các bạn thâu bằng cái sao cạc này nè. Là mình mua được 700 ha. Mà hôm nay là mấy nay là mình thâu bằng cái sao cạc này nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cho các bạn sau này mà có mua thì các bạn sử dụng ha, cứ sử dụng. Rồi bây giờ khi mình mua mình cái nó sẽ có đầy đủ cho mình tất cả luôn, có dây và có micro luôn. Micro mình để đâu rồi mình quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình bỏ qua cái micro đi ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xài. Ở đây ha, các bạn sẽ nhìn lên những hàng nút như thế này đó. Thì bắt đầu đây nút up mình sẽ nhấn đè vô giữ khoảng 3 giây nó sẽ hiện lên ha. Thì đây mình có cái nút, tất cả các nút. Đây là cái nút kiểu như các chế độ để mà cho các bạn thâu. Thì thông thường mình thâu saxophone mình để chế độ này nè, là nó sẽ chuẩn nhất. Còn những chế độ này là chế độ thô, giống kiểu như các bạn đọc nó sẽ không có echo. Còn cái chế độ stereo này á, hình như là nó kiểu như nó có cái giọng bè hay sao mà nó làm cho cái tiếng nó kiểu như nó nghe nó lạ lạ, mà mình thấy nó rất là kỳ đó. Nên mình không có, khi mình thâu saxophone mình không có để chế độ này đó. Còn những cái này mình cũng chưa thử nữa. Cái chế độ MC này là giống kiểu như cũng y chang như các bạn đọc đó, nó chỉ có một chút xíu quạt thôi chứ không có echo nhiều đó. Mình thâu, nếu mình thao saxophone để chế độ này nên các bạn chỉ cần bấm thì là thay đổi chế độ ha. Rồi mình đặt chế độ này, còn ở dưới này cũng y chang vậy. Thì cái này nó cũng là sao tiếng, mà khi các bạn sử dụng cái này thì nó sẽ mất chế độ trên này đó, nó sẽ mất chế độ trên này. Rồi cái này cũng y chang, các bạn sẽ thay đổi cái sao tiếng của nó. Thì các bạn thâu, nếu các bạn thử cái khi mình ghi mic vô mình thử mình thôi, mà nếu mình thấy cái tiếng nó không hay thì mình sẽ trở lại cái chế độ hồi nãy. Rồi còn đây là chép bass, nghĩa là khi cái tiếng kèn các bạn cảm thấy có chép quá nhiều thì các bạn bớt xuống, còn nếu mà các bạn thấy bass quá nhiều thì các bạn tăng lên. Rồi music đây là cái này là mình nghe nhạc beat á, thì lúc nào mình cũng để lớn hết mát luôn để cho các bạn nghe rõ. Còn mid đây á, là cái chế độ thâu á, là cái mid mình thâu vào á, thì nó rất là nhạy, nên mình thông thường mình để cái mid tầm số 2 hết thôi là mình đã thấy vừa rồi. Nếu mà để lớn quá thì nó sẽ bị lớn hơn tiếng nhạc rất là nhiều, tại vì saxophone nó lớn tiếng mà ha. Đó. Rồi monitor là cái chế độ tai nghe, cái khi các bạn nghe nhạc á thì các bạn để lớn hết mát luôn để các bạn nghe nhạc nó rõ hơn. Echo này á, là tiếng vang, là cái tiếng hồi âm lại của mình thâu á. Thì nếu mà mình tùy theo nhạc, ví dụ như nhạc bóp hay nhạc kẽ thì các bạn tăng lên hết mát. Còn nếu mà nhạc mà kiểu như nhạc ra hay các bạn cần âm thanh mộc á thì các bạn bớt xuống. Mình thấy á, tầm bớt xuống tầm khoảng phân nửa thôi là nó đã ra được âm thanh mộc rồi ha. Mà nó còn có chút xíu quạt nó hay một chút xíu. Rồi còn những cái hàng nút như thế này á, thì đây là những chế độ giống kiểu như cái tiếng vỗ tay nè, rồi cái tiếng con nít nè, nói chung là những cái tiếng vui vẻ rồi á, để mình học dạo clip á, chứ không có gì hết đó. Mình chỉ sử dụng những cái này thôi đây ha. Và đến bây giờ mình sẽ có mặt sau của nó đây ha. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đầu này music, đây là cái đường, thì các bạn sẽ ở đây mình có jack 3.5 ha, nó cho mình luôn, thì các bạn sẽ ghim vào đây. Và cái một đầu ở sau kẹt, còn đầu còn lại các bạn ghim vào cái điện thoại hoặc là cái máy tính bảng gì cũng được để mà lấy nhạc beat các bạn nghe đó. Rồi còn đầu này á, đầu livestream, thì các bạn muốn nó có hai đầu livestream, các bạn có thể thâu một lúc hai cái điện thoại luôn cũng được nữa. Thì đây á là các bạn sẽ sử dụng một đầu như sao kẹt, còn một đầu là vô cái điện thoại mà các bạn cần quay á, là nó sẽ thâu trực tiếp vô luôn, nhạc beat với là tiếng kèn sẽ thâu trực tiếp vô luôn, mình không cần chỉnh sửa gì hết nè. Rồi còn đây là cái nút này á, là cái mic thâu của mình nè, là nó sẽ cho mình cái mic thâu luôn, mình sẽ ghim vô đây. Hoặc các bạn nào có mà mic thâu sẵn, nhưng mà lưu ý là cái này rất là
ba ly rưỡi nha. Đó, mic tầm 3 ly rưỡi thì các bạn xài vô đây được. Rồi còn cái lại là cái headphone, các bạn đeo tai nghe vô đó. Đó, rồi các bạn đeo tai nghe vô đây để mình nghe được cái tiếng kèn của mình thôi. Thì cái đầu mic này thì một